Và cái thứ hai chúng ta phải luyện những thói quen quản lý tiền ha. Có những cái thói quen mà nó quyết định tiền bạc các anh chị có tăng trưởng hay không. Đấy, cái bằng thứ hai đó chính là chúng ta phải luyện những thói quen cần thiết để giúp cho các anh chị gia tăng về tiền bạc. Và đây là những cái thói quen rất là quan trọng của một cái người, một cái bất kỳ một cái người nào thành công về tài chính. Thì theo xin đưa ra cho các anh chị bốn cái thói quen quan trọng mà các anh chị cần phải nắm, cần phải biết và cần phải thực hành mỗi ngày nếu như các anh chị muốn thành công về tài chính ha. Còn chị không muốn thôi không muốn thôi đúng không ạ? Anh chị nào mà đang không muốn thành công về tài chính có nghĩa là anh chị đang sống bám người khác đúng không, đang có một cái người nào đó lo cho các anh chị hoặc là bảo kê cho các anh chị, nên các anh chị mới không có đặt cái sự thành công về tài chính nó quan trọng thôi. Còn nếu như các anh chị là cái người biết yêu thương gia đình, biết lo cho con cái, biết lo cho cha mẹ, biết lo cho mình trong tương lai, thì bây giờ các anh chị đang rất là tập trung cho cái việc phát triển và gia tăng về tài chính. Nên là tôi có những đứa bạn á, lúc mà nó chưa lấy chồng á, nó đâu thèm học với mình đâu, nó đâu quan tâm là tiền bạc gì đâu. Nó nói đến cái lúc mà nó lấy chồng nó đẻ con và lúc đó là nó cầu cứu mình luôn. Tại vì khi mà lấy chồng đẻ con nó phát sinh ra nhiều cái chi phí. Còn cái lúc mà chưa lấy chồng á là vẫn còn được cha mẹ ẵm ê. Các anh chị nhưng mà chưa muốn phát triển về tài chính đơn giản là mình đang có một cái thế lực gì đằng sau nó đang lo giúp cho mình. Ví dụ như ông chồng ông đi làm lên cho mình rồi, hoặc là có ông cha mẹ là đại gia nên là cứ ông ta cho ba ta lo đúng không ạ, cứ thiếu tiền thì ông ta cho cha ta lo mẹ ta lo đúng không. Ở đây là mình đâu có cần phải thành công về tài chính chi đâu, đây là sự thật, nghe thì nó hơi đáng đồng nhưng mà nó là sự thật đấy, có thể các anh chị không nhận ra ok không ạ. Và bản thân của Thêu là cái người biết thân biết phận, các anh chị Thêu sống mình rất là biết thân biết phận, mình rất là biết điều trong cái cuộc sống này. Đó chính là mình biết điều là mà cha mẹ mình đẩy mình ra nuôi mình tới đó là hết. Mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Và mình cũng không có nghĩ rằng là mình sẽ có một cái người chồng để lo cho mình. Mình hiểu rằng là muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình thì đôi bên cùng phải có nợ. Người đều phải cộng hưởng cho nhau, đều phải mang lại giá trị về tài chính cho nhau. Nhưng nếu mình muốn có một cái người chồng có thể làm ra tiền được thì bản thân của mình cũng phải biết cách làm ra tiền. Mình muốn người khác tôn trọng mình thì mình cũng phải biết cách làm ra tiền. Mình muốn người khác yêu quý mình thì mình phải đẹp, mình phải khỏe. Ha. Và mình phải con cái mình sau này á mình cũng phải lo cho nó, chứ không thể nào mình sinh nó ra rồi bắt nó tự lớn được đúng không. Rồi mình muốn trong tương lai của mình được nhiều người tôn trọng yêu quý thì ít nhất mình phải khỏe, phải đẹp và phải giàu con, phải nhiều tiền, dư giả về tiền bạc, phải có sự nghiệp, phải có đặc biệt là phải có giá trị cho mọi người. Đây là mình biết thân biết phận lắm, bởi vì phận của mình sinh ra không có đẹp như hoa hậu, không có cao như người mẫu, không có tài năng như Ronaldo, không có tài năng như cầu thủ bóng đá hoặc là những cái người hàng đầu. Nên là mình biết thân biết phận, mình lo mình phát triển bản thân của mình. Cái thứ mình có thể thay đổi được đó chính là cái trí tuệ của mình, tư duy của mình. Ở đây là các anh chị ở đây có giống vậy không, thay vì ngồi kêu ca cuộc đời thì hãy học cách để thay đổi mình đi. Và một trong những cái thói quen thứ hai mà thói quen đầu tiên là mình phải chuyển được cái cảm xúc của mình được không ạ. Đó là cái thói quen cực kỳ quan trọng mà ai cũng phải làm.